không xóa được là này rồi, tạo một gem khác. Hôm trước chúng ta đang ôn lại về cái DOM đúng không? Thì còn ai thắc mắc gì về cái DOM? Thực ra là chúng ta chỉ cần nắm được khái niệm DOM là cái gì thôi. Còn lại thì những cái thứ khác thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc trong slide, cũng như là không biết cái gì search cái đấy. Chứ nó cũng không bắt buộc là chúng ta phải nắm hết mọi thứ ở trong này, làm gì cho nó vất vả ra. Đúng không? Rồi ok. Tiếp theo là hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 2 của cái slide số 1 của mình, là các cái hàm sẽ được build-in, các cái hàm build-in. Thì cái đống hàm build-in này thì trong JavaScript hay trong bất kỳ ngôn ngữ nào nó cũng có rất là nhiều, thì chúng ta bắt buộc phải nắm được, chứ không là chúng ta sẽ coi như cụt tay cụt chân đấy. Những cái hàm mà nó có sẵn rồi mà chúng ta nhiều khi chúng ta cứ lại đi viết lại cái những cái hàm đấy nữa thì nó rất là vất vả, chẳng tội gì phải làm thế cả, đúng không? Thì ở trong cái bài hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái xử lý, tức là học về những cái hàm xử lý mảng nói chung có trong 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 JavaScript nó có sẵn rồi, thì mình cứ thế mình sử dụng thôi. Thì để tôi quay màn hình đấy nhá, các bạn bật cam lên nhá, lên TV cho nó, thằng nào đang record rồi bật cam lên nhá. Thì quay trở lại về với cái Nhưng này mà vừa ngủ dậy tóc tai nhìn cứ ngáo ngơ này. không biết, không quan tâm. Đây ví dụ như tôi đã làm ra một cái danh sách để giúp chúng ta có những cái hàm để chúng ta có thể tương tác với mạng một cách cơ bản nhất. Thì trong những cái hàm này thì đều là những cái hàm cơ bản cả. Ví dụ như bạn nào đã từng làm về giao diện code JavaScript nhiều thì sẽ thấy là nó cực kỳ cần thiết. Ví dụ như cái hàm toString này chẳng hạn, các em có thể nhìn thấy, để tôi zoom to cái màn hình này. Đây. Các em có nhìn thấy cái hàm toString này chẳng hạn này. Đầu tiên ví dụ như các em có một cái mảng. Ví dụ trong này nó là cái mảng là language, gồm các phần tử là English, Vietnamese, Chinese, Japanese. Đúng không? Thì các em muốn chuyển nó thành thành text không thôi, để hiển thị ra ngoài, để có số lớp ra ngoài. Thì mình chỉ đơn giản là tên cái mảng đấy cộng toString thì là nó chuyển sang dạng 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 text, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái hàm join, nó có ý nghĩa tương tự nhưng mà hàm join nó thì nó có cái khả năng nó nhiều hơn, bằng cách là nó sẽ join cho các em về cái các cái ký tự ngăn cách các cái phần tử này thì nó sẽ khác. Ví dụ như hàm mà toString thì các cái phần tử được cách nhau ở dấu phẩy là mặc định, nhưng mà với hàm join thì chúng ta muốn nhét cái ký tự nào vào giữa cũng được. Thì ở đây chúng ta có cái code code ví dụ này, được chưa? Đấy là những cái code ví dụ của tôi. Và đặc biệt các bạn lưu ý nhá, các cái hàm ở trong cái JavaScript, những cái hàm 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 build-in đấy thì chúng nó sẽ không làm thay đổi dữ liệu gốc. Các em nhìn này, ví dụ language này, đây tôi sẽ code trên này, ví dụ trên này chẳng hạn. Sao lâu nhỉ? Nó gì mà view JS này. Sai rồi. JavaScript Để nhiều cho nhỉ? cái ban đi đồ đấy. Vanilla. Cái gì? Đấy, vâng. Rồi ok. Rồi ok, ví dụ như ở đây tôi muốn code một đoạn cái index JS này có chạy không nhỉ? Chạy được đúng không? Đây, index JS này. Có chạy được kìa. Thì tôi đang ví dụ trong trường hợp là chúng ta copy lại ví dụ như cái var language chẳng hạn bằng cái mạng và Việt Nam Miss rồi Chinese Japanese. Đây. Chúng ta tiến hành là console log.
console log ra cái len này đi. Đó. Thì run nó đâu nhỉ? Thầy set lại trong đầu qua bên kia, ấn vào cái nút đấy đấy đấy. Vâng. Đây gì? Xong rồi vâng. làm sao để xem cái console log của nó. Đây. Console log đấy thầy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là nó cái mảng của chúng ta như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến và str bằng len chấm chấm toString chẳng hạn. Chấm toString như này. Chúng ta tiến hành là console log ra cái string này, len này, str này. Thì các em nhìn thấy là nó trả cho chúng ta một cái mảng bắt đầu là của cái biến len nhá. Cái log thứ hai là của cái biến string này. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái console log len này một lần nữa. Thì các em sẽ nhìn thấy là cái biến này nó không thay, cái biến len này nó không thay đổi, mà cái biến len sau khi nó toString ấy thì nó return ra cái kết quả được biến đổi từ cái biến len này. Đấy là đặc điểm của những cái hàm mà được để dùng chúng ta sử dụng để biến đổi dữ liệu. Thì phải lưu ý cái việc đấy. Được chưa? Đây là toString. Cái hàm thứ hai đâu à? Đâu nhỉ? Đây. Cái hàm thứ hai của chúng ta là hàm join. Hàm join này thì nó sẽ cái hàm join này thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ có nhiều tác dụng hơn so với cái thằng toString kia. Thì ví dụ như nó đa năng hơn chứ. Ví dụ str2 chẳng hạn bằng len chấm join. Ví dụ tôi join với cái ký tự là dấu cách, được chưa? Và tôi console log ra cái str2. Thì các em sẽ nhìn thấy là thay cho cái việc là có dấu phẩy giữa cái đống này, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là xử lý được cái việc là ngăn cách nó, tức là các cái ký tự ngăn cách giữa các phần tử ấy, thì nó sinh động và nó nhiều cái lựa chọn hơn. Thì đấy nó là cái hàm join. Thì mình lưu ý ngược lại với hàm join ấy, tức là hàm join này là để chuyển đổi các cái phần tử từ mảng sang thành string. Còn ngược lại với hàm join thì hàm split nó sẽ là hàm chuyển đổi ngược lại từ chuỗi sang thành các phần tử trong mảng. Thì cái đấy chúng ta tí nữa sẽ học sau. Đấy là hàm thứ hai. Hàm thứ ba là hàm push, là chúng ta sẽ thêm một phần tử vào cuối mảng. Được chưa? Thì cái mảng này ấy, thì chúng ta có thể làm đây, tôi sẽ thêm đây là pt14311113 web CS nâng cao. Ok. Ví dụ như cái việc là chúng ta có bao giờ nghe đến khái niệm là stack and queue chưa? Stack. Đây, stack. Và khái niệm thứ hai là queue. Nghe bao giờ chưa? Nghe hai cái này bao giờ chưa? Chưa nghe bao giờ? Thì đây nhá, stack ấy, thì nó đơn giản là một cái khái niệm. Nó giống như một cái ống, cả hai cái này đều giống như một cái ống. Ví dụ stack này thì nó sẽ là nó hoạt động nó về cơ bản thì nó thể hiện ở trong cái mảng cả thôi. Nhưng mà stack ấy, thì cái quan điểm khi người ta sử dụng nó thì nó khác so với thằng queue, nó ngược lại so với thằng queue. Stack thể hiện qua là first in last out. Được chưa? First in last out. Thì đây là thằng vào đầu tiên là thằng 1 này. Tiếp theo thằng vào thứ hai này. Thằng này thằng thứ ba này. Được chưa? Ba thằng này. Nhưng mà khi chúng ta lấy dữ liệu ra từ trong cái tập dữ liệu này ấy, thì chúng ta thằng 3 này sẽ là thằng ra đầu tiên, out đầu tiên, sau đến thằng thứ hai và cuối cùng mới là đến thằng này. Được chưa? Thì đấy là khái niệm về stack. Thì làm nào để chúng ta thực hiện được một cái stack, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải thực hiện bằng cái tổ hợp là dùng hàm push và hàm pop trong JavaScript. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ như tôi có cái var arr bằng bảng rỗng này. Dạ. Tôi sẽ tiến hành là var arr này chấm push ví dụ như 50 rồi arr push 60 push 70. Dạ. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành console log ra.
số lốc ra cái biến ARR kia. Dạ, thì chúng ta thấy là cái nào chúng ta push vào trước, cái nào chúng ta push vào trước thì nó sẽ xuất hiện ở phần tử đầu tiên ở trong mảng. Nha, cái 70 nó xuất hiện cuối cùng thì nó sẽ ở đây. Bây giờ tôi sẽ push thêm một cái nữa. Đây là số 90. Và tôi tiếp tục tôi lốc ra cái này. Được chưa? Thì là 60, 70, 90, thằng nào push trước thằng ấy vào trước. Được chưa? Còn bây giờ nếu mà tôi sẽ sử dụng cái việc là cứ pop ví dụ va item bằng arr.pop, tôi chẳng cần biết là pop ở phần tử nào, tôi chỉ biết là nó cứ pop ra thôi. Này, và tôi lốc thêm cái item nữa. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó pop thì nó lấy ra phần tử cuối cùng ở trong mảng này. Dạ, lưu ý nhé, nó lấy ra phần tử cuối cùng ở trong mảng này và nó gán cái biến cái phần tử cuối cùng đấy, cái giá trị của phần tử cuối cùng đấy cho cái biến item, tức là cái hàm pop là một hàm có return. Khi các bạn lấy cái phần tử cuối cùng ra thì nó gán, có thể gán cho một cái biến và nó sẽ loại bỏ luôn cái phần tử cuối cùng đó khỏi mảng. Ví dụ như phần tử 90 này nó nằm cuối cùng này, nhưng mà nó loại bỏ luôn cái phần tử đấy khỏi mảng. Thì chúng ta đấy là chúng ta dùng push và pop là để thể hiện cho việc là chúng ta đang xử lý cái khái niệm gọi là stack. Stack là first in last out. Đây. Stack này là thể hiện của cái là first in last out. Yeah. Stack, còn khái niệm của queue thì nó ngược lại so với thằng, thực ra nó không phải là ngược lại mà nó một khái niệm khác của cái thằng stack. Thì cái này là first in first out. Dạ, thì cái này nó giống như một cái hàng đợi, chúng ta từng đi xem phim rồi đúng không, xếp hàng đi xem phim rồi đúng không. Đây, cái hàng chờ của chúng ta như này này nhỉ. Thì thằng nào vào trước, thằng nào xếp hàng trước thì thằng đấy làm sao mua được trước, đúng chưa? Thì thằng này ra trước này, nó ra theo chiều này, cứ ép vào cuối thì ra đầu tiên, à ra cuối cùng, ép vào đầu thì ra đầu tiên, được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái khái niệm để sử dụng được cái queue này ấy, thì chúng ta sẽ lại xử lý với cái tổ hợp là push và cái gì, xem xong cái đống này thì chúng ta dùng cái gì, xong đống này chúng ta làm như nào, dùng push và cái gì nữa, làm gì nữa, làm gì? Ồ, bọn này không tưởng tượng được. Thế nói lại thầy. Đây nhá, khái niệm là queue đúng không? Khái niệm queue là cái khái niệm về hàng đợi, giống như chúng ta xếp hàng đi xem phim ấy. Hiểu chưa? Mấy nữa nếu mà có điều kiện chúng ta học cái môn thuật toán thì chúng ta sẽ rất là quen thuộc với hai cái thằng này. Đây, ví dụ như đây là cái hàng đợi này, được chưa? Tôi có một thằng số 1 nó ở đây, thằng số 2 nó ở đây, thằng số 3 nó ở đây, được chưa? Thì bây giờ với cái hàng đợi khi chúng ta xem phim ấy, thằng thì cái đây là cái đầu mà người ta tiếp chúng ta này, được chưa? Mua vé ở đây thì thằng nào xếp hàng trước thì nó sẽ được mua vé trước đúng không? Thì thằng này đến trước này, thằng này đến sau này, thằng này đến cuối cùng này, thì vậy thì trong ba thằng này thằng nào được mua vé trước? Thằng một đấy. Thằng một đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta coi như là ba cái phần tử này nó nằm trong một cái mảng đúng không? Đây là ba phần tử nằm trong một cái mảng. Thì bây giờ tôi ép thêm một phần tử nữa vào trong này, đúng chưa? Đây là thằng số 4. Thì cái thằng này của tôi nó là cái gì ạ? Nó là tôi sẽ sử dụng cái hàm push, dùng cái hàm push để ép thêm phần tử vào trong cái hàng đợi này, đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng mà bây giờ tôi muốn loại bỏ phần tử đầu tiên ra khỏi mảng này thì tôi sẽ dùng cái hàm nào trong cái đống này? Hàm sort cái thằng sort này, cái hàm ship cuối cùng, ship hay unship? Dưới cái unship. Ship. Unship. Ok, ship. Rồi. Hàm ship nhá. Đây. Ship. Ship chứ không phải ship. Bây giờ đây, chúng ta nhìn thấy 50, 60, 70, 90 và chúng ta ship cái ARR này ra, gán cho nó với biến item. Thì cái item này nó sẽ là bằng phần tử đầu tiên được ép vào trong này là 50. Được chưa? Đó, thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc này.
Ok không ạ? Rồi, đấy là cái khái niệm ban đầu của chúng ta là về cái những cái hàm cơ bản để chúng ta giải quyết các cái bài toán chúng ta gặp phải. Được chưa? Bây giờ ví dụ như gọi là như này nhỉ? Thôi rồi, tí nữa chúng ta sẽ lấy ví dụ sau đi. Tiếp theo là hàm các cái hàm tiếp theo của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy hàm slide không? Hàm slide không? Thấy không? Hàm này giúp chúng ta lấy ra các cái phần tử. Lấy ra chứ không phải loại bỏ nó đi nhá. Em hiểu không? Lấy ra thôi chứ không phải loại bỏ đi. Tức là từ một mảng chúng ta cắt ra thành một cái mảng nhỏ hơn. Được chưa? Và cái mảng nhỏ hơn đấy coi như là copy một vài cái phần tử từ cái mảng gốc kia lấy ra ngoài. Được chưa? Ví dụ như ở trong cái mảng của chúng ta có thằng 10 15 17 28. Ví dụ như này, đây là một cái mảng. Được chưa? Đây, một mảng như này. Bây giờ tôi muốn copy 15 và thằng 17 này sang thành một cái mảng khác. Được chưa? 15 và 17. Thì bây giờ tôi phải làm như nào để làm thực hiện được cái việc này? Slide 13. Đúng không? Đấy, đây ví dụ như tôi sẽ có cái mảng như này đi. 50 đây, chúng ta sẽ để lại lốc của cái item của cái ARR, được chưa? Ví dụ tôi muốn lấy thằng 60 và thằng 70 này ra ngoài thì tôi sẽ dùng nha, ví dụ ARR2 bằng ARR chấm điện slide 173 và chúng ta tiến hành lốc cái ARR2 ra, được chưa? 60 70. Thì chúng ta lưu ý nhá, một là phần tử index số 1 này bắt đầu từ cái phần tử index đấy, 3 là cái phần tử đây 0 1 2 3, 3 là thằng 90 đúng không, là thằng này. Nhưng mà chúng ta không lấy cái thằng 3 đấy mà chúng ta lấy cái thằng trước, cái thằng 3, thằng n đấy, đây start, đây là n này, thì lấy trước cái thằng n này, được chưa? Thì là nó sẽ lấy ra 1 và 2. Ok không ạ? Chúng ta lưu ý cái việc này nhá, cái hàm slide này thì nó không được dùng quá nhiều đâu. Nó không được dùng quá nhiều. Những cái hàm dùng nhiều ấy thì tôi sẽ kể nốt cho chúng ta những cái hàm dùng nhiều. Hàm dùng nhiều sau này thì khi mà chúng ta làm việc ấy thì là hàm join là 1 này, put là 2 này. Pop và sweep cũng không nhiều lắm. Có nhưng mà không nhiều lắm. Hàm slide này cũng không được dùng nhiều này, tức là nó cho chúng ta công cụ ấy, còn chúng ta áp dụng nó trong trường hợp nào thì tùy. Đấy. Tiếp theo là hàm filter. Hàm filter này là một trong những hàm được dùng nhiều nhất trong cái việc code JavaScript. Nói thật luôn, nó là một trong những hàm dùng nhiều nhất. Thì các bạn đọc qua cái hàm filter này đi. Hàm filter nó có cái chức năng là nó sẽ duyệt qua tất cả các phần tử nằm trong mảng. Sau đó là dựa vào cái điều kiện chúng ta thả vào trong cái mảng, trong cái hàm, trong cái filter ấy, thì nó sẽ lọc ra toàn bộ những cái phần tử thỏa mãn ở trong cái điều kiện của chúng ta. Được chưa? Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái ví dụ ở đây này. Có nhìn thấy gì không? Đây. Ví ARR bằng 62 15 34 25 87. Bây giờ tôi cần lấy ra tất cả những cái phần tử trong cái mảng gốc này mà nó là số chẵn thì tôi sẽ việc là tôi sẽ có ARR2 bằng ARR.filter function value và index. Thì cái value là giá trị của phần tử, index là số index, ví dụ đây là 0 này, 1, 2, 3, 4 này, được chưa? Return cái value chia lấy dư cho 2 mà bằng 0. Tức là những cái phần tử nào mà chạy đến ấy, mà có cái biểu thức này, sau khi thực hiện cái biểu thức này mà trả về true, thì nó sẽ lấy ra cái phần tử đấy, được chưa? Ví dụ như chúng ta code như sau. Chúng ta có var ARR bằng 12, 13 này, 45 này, 15 này, 55 này, 96 này,
Đấy. Bây giờ tôi cần làm sao để lấy ra, quay đây, lấy ra các phần tử nằm trong khoảng từ 40 cho đến 60 lấy ra ngoài, thì chúng ta sẽ làm như nào? Ví dụ chúng tôi có một cách như sau. Cách nông dân nhất là chúng ta có va ARR2 bằng một mảng rỗng này. Sau đó chúng ta tiến hành dùng for va y bằng 0. Sau đó là y nhỏ hơn ARR.len, đúng không? Y cộng cộng. Đấy. Sau đó chúng ta tiến hành là nếu ARR ở phần tử thứ y mà sao lớn hơn 40 và ARR ở phần tử thứ y mà nhỏ hơn 60, nhỏ hơn bằng 60 đi, nhỏ hơn 60 cũng được, thì cái ARR kia chấm push vào cái biến ARR ở phần tử thứ y như này, và chúng ta tiến hành là console log ra cái ARR2. Đây là ARR2 nha. Đây, đúng không? Cái trong vòng trong ARR2 thì ARR đúng rồi. ARR2 chấm boost. Đúng không? Này, như này đúng không? Chúng ta thấy là cái code này nó có sai không? Đúng yêu cầu đề bài chưa? Đúng không? Tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể làm những cái cách khác mà nó ngắn gọn hơn, đỡ phải vất vả vòng lặp như này làm gì cho nó khổ ra, đúng không? Thì ví dụ như chúng ta hoàn toàn có thể thay thế nó bằng, tôi tạm thời comment cái đống này vào nhé. Comment cái đống này vào. Thì chúng ta sẽ có là ví dụ như va ARR2 bằng ARR.filter, trong này là một cái function. Dạ, nhận cái value. Tôi đích cần index, nhận cái value rồi. Dạ. Filter function này thì tôi sẽ return cái value mà lớn hơn 40 nhá, và value lớn hơn 40 và value nhỏ hơn 60, đáp án cái đống này tôi return. Dạ. Thì kết quả các bạn thấy nó cũng như nhau thôi, đúng không? Đúng chưa? Mà nó cốt đó, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 dòng. Ở đây chỉ có 1, 2, 3 dòng. Đúng không? Các bạn làm thử cái phần này đi xem có đúng không? Cốt đi, tập cốt đi cho nó quen tay. Cái return này là cái phép so sánh nhá, thường nó sẽ là cái phép so sánh. Cái phép toán tử so sánh để trả ra true phôi, thì cứ cái phần tử nào trả ra true với cái giá trị của nó trả ra true ấy, thì nó sẽ được gắn cho cái phần tử là một phần tử nằm trong cái ARR2 này. Được chưa? Đấy. Gì vậy? Đứa nào đang bật mic thì tắt bớt đi. Hoặc là tắt một bên, nếu mà dùng hai thiết bị thì tắt một bên đi. Rồi, các bạn code thử cho tôi xem nào. Bây giờ vẫn là cái mảng này, yêu cầu các bạn là lấy ra tất cả các phần tử, chia hết cho 15. À, chia cho 3, được chưa? Bây giờ vẫn là cái mảng này. Bài 2 lấy ra các phần tử chia hết cho 3. À, làm được rồi. Hả? Em là đặt index.js hay index.html ở đây ạ? Cái gì đấy? Cái mục này. Tôi chưa hiểu ông hỏi cái gì cả. Ông có nhìn thấy tôi đang làm cái gì không? Làm ở đâu? Ông làm cái tự đấy là được. Sao ông cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế nhỉ? Rồi, đang ký này. Cái này gì ấy? Làm đi các bạn ơi.
5 5 5 4. Không nhớ Sao rồi đây? cái gì kia? Em chưa em chưa chưa kịp đánh xong bên này. Thì cứ đánh đi. Nhưng mà tên này chả có gì để nhìn là đánh cốt giải cốt như nào được. Nếu mà khó quá thì thôi sai sai. 13 có chết cho 3 cử tìm cách. Nếu Dũng này khó, nếu mà khó quá dùng cái code sandbox này khó quá ấy, thì em tạo một cái file index.html ở trong máy của em code ở JavaScript trong đấy cũng được. Em đúng đang code index, em đang code JS cơ. Thế chả lẽ nãy giờ tôi code HTML à? Thua. Có để chút để lại nó chứ. Hả? Cho script là xong mà. Chưa hiểu thằng này nó đang nói gì luôn. Em thấy sao em tại sao em chia cho ba mà nó ra với cái số không liên quan nhé. Share màn hình đi xem nào. Hoặc là share cái code sandbox của ông đi xem nào. Đây ạ. À. Ở đây em có code tuyên nhanh. Cái code sandbox này có link gửi qua là được thẻ. Ờ. Có link này hả? Và có đường dẫn là được. Chia cho ba đã so sánh gì đâu. Cho bằng bằng không nữa. Trời ơi, ông hiếu, tôi lại ông. cái value %3 nó trả ra số đúng không? Vâng. Chứ nó có trả ra true false cho em. Đây nó đâu phải là phép so sánh. À vâng. Đúng không? Value %3 bằng bằng không chứ. À vâng. Đúng không? Vậy ạ. Check lại xem đúng không? Thôi đúng rồi thầy ạ. Rồi. Dũng tình hình nào Dũng ơi? Đó. Tôi trơn value và bằng không. Tự nhiên đào đâu giờ value và leo vậy. Không biết. Đâu? Xem màn hình như thế nào? Hoặc là ném code lên đi xem nào? Em còn chơi tí gì đâu mà. Thế tóm lại là ông có xe không hoặc là ông có gửi không, nhanh lên, mất thời gian quá. Return value. Ô bọn này bị vấn đề về đọc hiểu à? Nãy giờ mấy thằng cũng dính như nhau. Đây nhá, các bạn nhìn lại cái màn hình của tôi này. Cái phần filter ấy, các em nhìn thấy nó return đây này, cái đoạn return ở đây này. Đây không nhìn sang bên này đi. Đây là cái đoạn return này này. Return này này. Cái này nó là return cái gì? Cái này nó sẽ trả ra là true false đúng không? Đúng không? Hay là trả ra số? Trả ra cái gì? Trả ra cái gì? Nó sẽ cái phép này này nó sẽ trả ra true false hay nó trả ra số? Chú phô ạ. Ừ đúng rồi, cái này nó là cái biểu thức so sánh đúng không? Vâng. Đấy thì nó trả ra true false thì hiện tại ví dụ như thằng Hiếu chẳng hạn thì nó đang làm nó kiểu dạng như này.
Hiếu nó chơi kiểu này value 130 như này thì là sai rõ ràng rồi, bởi vì cái cờ Hiếu value trả ra số mà. Vâng. Đúng chưa? Vâng. Của Dũng thì mỗi cái value này thì nó trả ra cái gì hả Dũng? Đâu rồi? Em ngay rồi. Tôi đang hỏi ông nên ông trả lời đi. Trả ra gì? Bất lực vãi đáng. Ông có hiểu cái hàm filter này là gì, để làm gì không? Trả lời đi. Hàm filter để làm gì? Để duyệt đó. Duyệt cái gì mà duyệt? Nó có biết đọc không? Mở cái slide ra. Để này duyệt qua từng mảng, từng phần tử trong mảng. Nó trả về một mảng. Nó có thể mang yêu cầu quy định bên trong callback của chính nó. Thế tóm lại là nó dùng để làm gì? Dùng để trả mạng, trả cho mình những phần tử thỏa mãn yêu cầu ở trong mạng được chọn. Thế mình, thế ông có hiểu được những cái gì ông vừa nói không? Ông có hiểu những cái gì ông vừa nói không đã? À Dũng. Được. Hả? Được. Thế vậy thì đây nha, ok. Tôi nhắc lại một lần nữa này, cái hàm filter ấy dùng để nó dùng nói tóm lại ngắn gọn thôi. Nó dùng là để tìm kiếm, có thế thôi cho nhanh. Được chưa? Tìm là tìm cái gì? Tìm những cái phần tử mà thỏa mãn cái phép return này này. Đây này, return ở đây nó là cái gì? Thì nó sẽ trả về những cái thằng mà có return true. Được chưa? Ví dụ trong cái bài này, trong cái bài thứ hai này lấy ra các phần tử chia hết cho 3 này. Được chưa? Đây, phần trăm 3 bằng 0. Đấy. Thì ở đây chúng ta có gì? Sao gì đây? Đây, chúng ta có gì? Đầu tiên chúng ta có cái mảng ARR. Chạy cái hàm filter thì nó sẽ chạy qua từng phần tử một nằm trong cái mảng ARR này. Và cái giá trị của phần tử đấy nó sẽ được gán cho cái biến là value. Thì chạy phần tử đầu tiên thì cái value nó bằng 13. Được chưa? Sau đó nó tiến hành là return cái value chia lấy dư cho 3 bằng 0. Hiện tại value đang bằng 13 chia cho 3 là bằng mấy? Ở Dũng. 13 không chia được hết cho 3. Ừ. Thế nó dư mấy? Dư 1 à? À dư 1 thì có bằng 0 không? Có à? Không bằng 0 mà. Thế sao lại bảo có? Thôi, là không bằng 0 mà. Thì cái web return cho cái biến đầu tiên giá trị 13 thì ở đây return true hay false? False ạ. False thì dẫn đến là cái phần tử 13 này nó sẽ không được gán vào trong cái mảng ARR2. Được chưa? Rồi, tiếp theo đến phần tử 45. Thì 45 chia lấy dư cho 3 thì bằng mấy? 45 chia là không ạ. Thế vậy thì có cái return này là true hay false? Là true ạ. True thì dẫn đến là cái 45 này nó sẽ add vào trong cái mảng ARR2. Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Rồi. Cái 15 này nó cũng chia hết cho 3 đúng không? Cũng được add vào ARR2. Cái 55 này nó không chia hết thì nó không được add vào. 96 này chia hết thì nó được add vào. Thì đây là kết quả đây. Log ra đây. Được chưa? Đó. Rồi ok, tiếp theo đến bài thứ hai. Bài luyện tập thứ hai của chúng ta như sau. Ví dụ tôi có một cái mảng và ARR bằng 15 15 75 69 96
95, 125. Bây giờ yêu cầu là lấy ra một mảng chứa các phần tử, chia hết cho 3 và chia hết cho 5. Đấy, làm đi. Mà sao mà mãi không được nhỉ? Xong chưa các Thánh ơi? Đôi thế ạ. Rồi làm nào. Nha. Giống cái vừa nãy thì thêm mỗi và chế cho năm thôi. Wow. Bây giờ chúng ta có ARR chấm Twitter này. Được chưa? Thì nếu mà bạn nào đã từng đọc qua về S6 rồi ấy, thì chúng ta có cái allo function, nó có thể là như sau: value mũi tên đến value phần trăm 3 bằng bằng 0 và value phần trăm 5 bằng bằng 0. Như này thì dẫn đến nó chỉ có một dòng thôi là xong rồi. Ông không phân tích nhỏ cái phần làm ở từ MR ấy trải hiện ra gì cái gì cơ, nói lại xem nào. Ông tra lên rồi xem cái gì đó. Tao Dũng nên là em đánh vào em đánh cái và trong sắp này tách cái index.html ấy, nhưng mà hiện ra nó lại hiện ra một dòng chưa các phần tử mà em đánh ra ấy. Share screen đi. Cái đấy là nó hiện ở console mà, chứ có làm gì có lệnh in ra màn hình đâu. Không phải là nó... Share screen không, nhanh lên. Mất thời gian nữa à? Thằng này có xe không? Nhanh lên. Đây ạ. Mở cái sắp mở cái visual lên xem nào, hoặc là mở cái tool code lên xem nào. Yeah. Ông học HTML, HTML xây dựng trang web là ai dạy? Ồ, nhầm. Hả? Môn JavaScript cơ bản là ai dạy? À, tôi dạy à? Gì đấy? Gì đấy?
Ông đang làm gì đấy? Tạo cái mới rồi hả? Ông dở người à em? Sai thì phải làm lại đầu chứ hả? Tắt đi, tắt cái này đi. Mở cái file index HTML kia ra. Đó. Viết cái thẻ script ra. Có biết viết thẻ script không? Có hả? Đâu? Rồi. Đóng cái thẻ script vào dưới cùng. Rồi, lưu xuống. Không biết lưu không? Rồi, chạy đi. Bật F12 lên. Không thì chuột phải vào màn hình ấy, chuột phải vào đi. Đấy, à. Console log đâu, cái tab console đâu. Thấy chưa? Được chưa? Được rồi. Có mỗi thế này thôi mà viết thẻ, viết code JavaScript ở trong trong file HTML tôi cũng lợi không? Xem lại cái phần này đi nhá. Cứ như này tôi lộn tiết lên tôi chửi cho là cả lớp nghe chung ấy. À. 60 thằng chứ không phải cả lớp, cả lớp khác. Không biết. Rồi ok. Thì đấy nó là cái hàm filter nhé, nó còn ứng dụng trong rất nhiều các cái phần, các cái trường hợp khác nhau nữa. Ví dụ như là sau này khi mà chúng ta làm với cái dữ liệu dạng JSON ấy, nó cực kỳ nhiều. Ví dụ như này. Tôi có thể lấy cho các bạn một cái ví dụ nhỏ nhỏ. Thực ra nó cũng nhỏ so với tôi thôi. Ví dụ như var này, arr, ví dụ như user chẳng hạn, đúng không, user chẳng hạn, bằng một cái mảng này, đầu tiên là một cái mảng này, nhưng mà cái mảng này của chúng ta nó không chỉ chứa số nữa rồi, nó cũng không chỉ chứa mảng nữa rồi, mà nó sẽ chứa là một cái object luôn. Các bạn học object ở môn Java, ở môn PT2 rồi đúng không, là một cái đối tượng rồi, thì cái trong JavaScript chúng ta có cái object JSON, thì nó một loại đối tượng di biến của chúng ta. Ví dụ chúng ta có ID này bằng là một chẳng hạn, thì có là name bằng th, dạ, ví dụ như là school bằng epoly này, đúng chưa? Tiếp theo là ví dụ như id bằng bằng 2 chẳng hạn. Đấy, các bạn không phải làm phần này đâu nhá, tôi chỉ demo thôi. Id bằng 2 này là Dũng, Nguyễn Vũ Dũng NV này, đấy, trường là trường FU này, đấy, ID bằng 3, có name bằng Long NV, trường là trường F School, à quên cái này còn thiếu mở. Đây, ví dụ như này, được chưa? Hoặc là tôi sẽ cho thằng Dũng này cũng học Epoly đi, được chưa? Thì bây giờ tôi có nhu cầu là lọc ra tất cả những cái sinh viên, được chưa? Nhớ này, lọc ra tất cả những sinh viên ở trong cái đống user này đang học ở trường Epoly, được chưa? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng cái hàm filter để lọc ra, với điều kiện là cái phần tử chấm cái school này bằng Epoly. Ví dụ tôi có ví dụ va arr 2 bằng với lại cái arr.filter value này. Tôi viết tử tế trong E5 function value, đây là ví dụ như item đi. Cái này return ra cái item.school bằng với epoly như này. Được chưa? Và chúng ta console.log ra cái arr 2. Hỏi tôi chiếu cái gì nhỉ? Kia là user chứ không phải arr đâu thầy. Ờ đúng rồi. User. Rồi user. Thế đây chúng ta thấy nó trả chúng ta hai object. Yeah. Thì tùy thuộc vào cái kiểu dữ liệu của chúng ta nó như thế nào ấy, thì chúng ta phải tùy biến nó theo đúng yêu cầu của đề bài. Được chưa? Cái này chúng ta lưu ý nhé. Đây là cái việc mở rộng. Và thực tế là sau này khi mà các bạn
học những cái front end framework ví dụ như Vue.js hay là Angular hay là React chẳng hạn, thì cái dữ liệu cái user này là chúng ta sẽ lấy được từ cái API do bên backend cung cấp, thì chúng ta sẽ có một cái tập như này và chúng ta cũng sẽ phải biến đổi, sẽ phải lọc liếc các thứ các kiểu, sẽ phải lưu trữ và chúng ta phải thao tác được trên những cái dữ liệu mà được cung cấp để hiển thị đúng theo yêu cầu của người dùng. Được chưa? Thì đây nó là thêm một cái ví dụ nữa chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái hàm filter này. Ok nhá. Và tất nhiên khi mà chúng ta sử dụng hàm filter ấy, thì chúng ta vẫn lưu ý cho tôi là cái biến user, cái biến gốc của chúng ta nó không hề, tức là nó không hề bị thay đổi, nó vẫn giữ nguyên giá trị, giữ nguyên cái dữ liệu gốc. Được chưa? Đây cho thấy nó dữ liệu gốc nó vẫn còn nguyên. Được chưa? Dữ liệu gốc vẫn còn nguyên nhưng mà nó tách cái dữ liệu từ cái hàm filter ra thành một cái biến riêng, thì nó coi như nó duplicate dữ liệu ra. Đấy là cái chúng ta cần phải lưu ý. Đây là xong hàm filter nhá. Còn hàm revert thì thôi không giải thích nữa nhá. Revert là đảo ngược lại cái thứ tự hiển thị của các cái phần tử. Được chưa? Hàm revert là đảo ngược lại. Được chưa? Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái hàm supplies. Hàm này cũng là một trong những hàm mà theo kinh nghiệm của tôi là được dùng nhiều, rất nhiều luôn. Ví dụ hàm này nó có hai tác dụng. Nó không giống như hàm filter nhé, hàm filter nó chỉ có một tác dụng thôi là tìm kiếm. Nhưng mà cái hàm supplies này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng đầu tiên của nó là thêm x phần tử, tức là thêm có thể một, có thể hai, có thể nhiều phần tử vào giữa mảng, hoặc là thêm vào bất kỳ vị trí nào trong mảng. Được chưa? Cái tác dụng thứ hai của nó là xóa một phần tử ở vị trí bất kỳ trong mảng. Được chưa? Thì ví dụ như tôi sẽ demo về cái chức năng đầu tiên của nó là sẽ là thêm một phần tử hay nhiều phần tử vào trong mảng, vào trong chỗ bất kỳ ở trong mảng, chỗ nào cũng được. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có cái tôi nhận ở đây, đây tôi sẽ demo với chức năng này. Và ARR bằng ví dụ chúng ta có 1 2 3 4 5 đi, được chưa? Bây giờ chúng ta có cái ARR.supplies position tôi lấy số 2 nhá. Đây là số index bằng 1. Yeah, index bằng 1. Phải start này. Delete count là 0. Thêm vào các phần tử khác, ví dụ như là 15.16. Dạ, và bây giờ tôi tiến hành console log ra. Console log ra cái ARR. Đây các bạn nhìn này. À cái này phải là số 2 chứ. Lỗi các bạn nhé. Đây. Bạn thấy tôi thêm cái phần tử số 15 và 16 vào giữa cái mảng đúng không? Đúng chưa? Cái việc này các cái hàm trước đây chúng ta học nó không làm được. Đúng không? Như ví dụ như hàm push, hàm unsweep, hàm push là ép phần tử vào đuôi mảng, hàm unsweep là ép phần tử vào giữa vào cuối và đầu mảng. Nhưng bây giờ tôi ép phần tử vào giữa mảng. Và không chỉ ép một mà tôi ép nhiều cơ. Đúng chưa? Thì tôi sẽ sử dụng cái hàm supplies này. Được chưa? Thế vậy thì các tham số trong hàm supply này nó là như thế nào? Được chưa? Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn như sau. Cái tham số đầu tiên ở trong hàm supply ấy, nó là cái start number. Start, được chưa? Start này là cái số index. Được chưa? Số index là ví dụ 0 1 2 này. Được chưa? Thì tôi điền số 2 vào đây thì là tương đương với cái việc là tôi sẽ thêm các phần tử vào đằng trước của cái phần tử số 2 này. Được chưa? Thêm vào phần đằng trước của thằng này. Được chưa? Tiếp theo phần tử số 2 là delete count, tức là bắt đầu từ phần tử này tôi muốn xóa đi mấy phần tử phía sau. Ví dụ tôi muốn xóa số 3 này, tôi có xóa không? Tôi không xóa thì tôi viết số 0 vào đây. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp tôi xóa nó đi, tôi xóa số 3 đi thì tôi viết số 1 vào đây, thì các bạn sẽ thấy là 1 2 và biến mất số 3 rồi. Số 15 16 này nó sẽ thay thế cho cái số 3 kia. Được chưa? Còn nếu tôi không xóa số 3 cái đi thì tôi viết số 0 vào đây. Được chưa? Thì chúng ta vẫn giữ được số 3 ở chỗ này. Đó. Và cái cuối cùng, cái phần tử cuối cùng nó là cái item SC, các bạn nhìn thấy cái chữ SC này, tức là nó có thể cho chúng ta thêm rất nhiều những cái phần tử vào đây, thì tôi thêm số 15, 16
thì tương đương cái việc là cái hàm supply tôi dùng ở đây là 20.15.16, thì tương đương việc là trước phần tử số 2 có index số 2 là cái này. Tôi không xóa bất kỳ cái phần tử nào phía sau đi, mà tôi thêm vào đấy là hai cái phần tử nữa là số 15 và 16 vào trước cái phần tử của index của số 2, thì output của chúng ta sẽ là 1, 2, 15, 16, 3, 4, 5. Được chưa? Hiểu cái ý nghĩa của cái hàm supply này chưa? Có nào thắc mắc gì không? Nó khá là khó so với những cái hàm mà trước đây từ nãy giờ chúng ta học, nó phức tạp hơn một tí. Thì chúng ta lưu ý, cần thiết thì nên ghi chép vào. Được chưa? Đây, tôi đã ghi rất là rõ ràng cho chúng ta ở trong này là cái phần tử đầu tiên là position S, là vị trí sẽ thêm. Được chưa? Vị trí sẽ thêm vào. Tiếp theo là number element remove, tức là số phần tử sẽ bị xóa. Được chưa? Bắt đầu từ cái vị trí mà chúng ta được điền đầu tiên đấy. Tiếp theo là value 1, value 2 là danh sách các phần tử được sẽ được thêm vào tại vị trí position S. Được chưa? Thì ở đây chúng ta đang thực hiện đúng y như vậy. Đây là chúng ta sử dụng cái hàm supply này để thêm, nhớ nhá, để thêm các phần tử vào trong cái vị trí trước index số 2 trong cái mảng ARR. Được chưa? Ừ. Đấy là cái hàm, cái ý nghĩa đầu tiên của hàm supply này. Nhá. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái ý nghĩa thứ hai của cái thằng hàm supply này. Được chưa? Đặt nó vô comment cái này vào. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây cái gốc ARR tôi có không, index 0 bằng 1, index 1 bằng 2, index 2 bằng 3, index 3 bằng 4, index 4 bằng 5. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm cái trò này. Tôi tiến hành là delete ARR ở phần tử số 2 đi. Được chưa? Tôi xóa phần tử số ở index số 2 đi, tức là tôi xóa số 3 này đi. Được chưa? Các bạn thấy nó có xóa được không? Xóa được không? Output bên này này. Chỉ xóa giá trị rồi. Xóa rồi, thấy xóa giá trị rồi. Không phải xóa giá trị đâu nhá. Nó không xóa giá trị đâu, các em nhìn này. Tôi cao, tôi ARR chấm len ra, các em nhìn đấy. Các em thấy không? Quả sao lại là 5 nhỉ? Sai sai gì đấy, cho tôi tí để tôi check lại cái đấy em. Có thể là cái bộ biên dịch của thằng này nó hơi khác so với cái của trình duyệt. À ừ đúng rồi. Ok. Thì nó sẽ xóa cái giá trị của phần tử có index bằng số 2 đi đúng không? Đúng chưa? Nó xóa đi. Thế dẫn đến cái việc là chúng ta ARR ở phần tử số 2 này ra nó sẽ ra giá undefined đúng không? Không định nghĩa. Đúng chưa? Thì cái việc delete này ấy, nó sẽ gây ra cái việc là các index của chúng ta nó không được liền mạch với index. Ví dụ tôi muốn xóa phần tử số 2 nhưng mà số 4 này nó sẽ trở thành số cái index số 2 cơ. Số 5 này trở thành index số 3 cơ. Đúng chưa? Thì tôi sẽ làm như nào? Ví dụ tôi muốn xóa số ở trong này chúng ta có index là 0 1 1 2 3 là 4, 4 là 5. Bây giờ khi mà tôi xóa số 3 và số 4 đi thì tôi muốn số 5 này nó mang index là số 2. Thì tôi có cách nào để làm việc đấy không? Dùng cái hàm vừa nãy. Dùng cái hàm vừa nãy. Chúng ta có hai cách làm. Ở đây chúng ta có hai cách làm. Thực ra là ba cách làm, nhưng mà cách thứ ba cũng sẽ không chỉ bởi vì nó lôn côn quá. Đây chúng ta có cách như sau. Cách thứ nhất là dùng hàm filter. Độ chúng ta có va ARR2 bằng ARR.filter function value này return value nhỏ hơn 3 hoặc value lớn hơn 4. Này có sai không? Tôi tiến hành console log ra ARR2. Nếu phải là 1 2 5 và cái index của nó được nối liền. Đúng chưa? Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng hàm splice, là tôi sẽ có là ARR.splice
bằng cái phần tử đầu tiên là phần tử số 3 này, đúng chưa? Thì tôi sẽ để đây là index bằng 2. 2 này. Phải tôi xóa đi mấy phần tử? 2 phần tử. 2 phần tử. Đúng chưa? Thì ở đây tôi chỉ dừng lại đấy thôi. Đây chúng ta cũng có cái kết quả tương tự. Được chưa? Các bạn dùng cách nào cũng được. Như trước đây ấy, tức là cái thời gian năm 2016, 2015, 2016 mà tôi làm cùng với anh Đạt ấy, thì lúc đấy tôi không biết cái ý nghĩa của cái hàm filter. Tôi không biết dùng hàm filter. Lúc đấy tôi cứ đinh ninh là cứ xóa phần tử khỏi mảng mà giữ được index nó liên tục với nhau ấy, thì bắt buộc phải dùng hàm splice này. Tôi tìm mãi ra. Nhưng mà sau đấy một khoảng thời gian sau tôi dùng cái này rồi, xong rồi tôi nói chuyện với ông Đạt thì ông Đạt cũng bảo là anh toàn dùng filter. Thì đến lúc đấy tôi biết là ý nghĩa của hàm filter nó là ra như thế. Thì thế tôi mới có hai cái, tôi mới hướng dẫn các bạn là có hai cách. Thì các bạn thích dùng cách nào thì dùng, nhưng mà khuyên là nên dùng filter. Bởi vì filter ấy nó giúp chúng ta là giữ lại được giá trị gốc của cái mảng. Chúng ta lưu ý nhé, nó giúp chúng ta giữ lại được giá trị gốc của cái mảng. Còn cái mảng, còn cái hàm supply này nó thay đổi ngay tại cái mảng ARR. Nên là chúng ta cũng cần phải suy tính khi mà dùng cái hàm nào. Được chưa? Không phải trường hợp nào cũng dùng supply này được. Được chưa? Nên lưu ý nhá. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ có cho các bạn một cái đề bài như sau. Và bằng ARR đi, bằng một cái mảng bao gồm như sau: Epoly, phải FU, phải FSchool. Vin School. Được chưa? Thì bây giờ tôi cần các bạn nhất là làm thế nào đấy thực hiện là để xóa, thứ nhất là để xóa các phần tử, à từ từ đã, cái chữ tìm kiếm ở trong cái ống này các bạn chưa học. Đây được rồi, thế vậy thì tôi sẽ chơi cái bài này vụ nữa. TH School xong là FU, à xóa các phần tử là FU cho tôi, được chưa? Xóa các phần tử có giá trị bằng FU, được chưa? Bằng cả hai cách, bằng cả hai cách. Làm nào là cách thứ nhất là dùng filter, cách thứ hai là dùng supply. Bắt buộc phải làm bằng cả hai cách này chúng con. Được chưa? Làm đi. Thank you.
Cái thứ hai supply không dễ đâu nha. Bởi vì cái spy nó liên quan đến cái số index của cái phần tử đấy. Nên chúng ta cần phải lưu ý khi mà sử dụng. Ôi trời ơi, phòng nó vãi. Sao đám làm Trần Xuân Trung lại vào đây nhỉ? Cả làm huynh nữa. Ngọc mày nữa vào đêm gì ấy, bọn này bị đuổi ra u láo thật. Không xin xỏ gì mà cứ nhảy vào đây này á à? U láo thật này. Được chưa, có ai xong chưa? Đăng lên Facebook bêu diếu bọn này. Thầy đi làm gì đấy? Đăng lên Facebook. Vãi đẹp trai. Bọn này học chui quen thân đi. Thầy sao nó vẫn ở đấy à? Nó vẫn luôn gì live stream không làm ngu quá giờ này quá em đánh thuế bản quyền hình ảnh đấy thầy ạ. Tôi không quan tâm. Đông mà làm sáu người mới vui.
Điều diếu luôn. Nhìn cái mặt thằng Long đần thối. Sao có cả giọng con Hà đây? Thầy em kích nó ra đi thầy ơi. Tích học nó không xin phép thầy tí nào. Thầy ơi, em đăng ký sang lớp thầy học ấy, nhưng mà bây giờ em vẫn không được đổi sang nên em đành phải học chui thế này thầy ạ. Ôi nào. Học chui không xin phép thầy đấm với chứ ạ. Đúng rồi, cả mày với thằng Tuấn Anh ạ. À. Mày ngáo à? Tao sang đây rồi. Điều. Lấy điểm danh thì biết đấy. À thằng Long. Thằng Long đấy là thằng chui. Ờ xin phép thầy rồi. Đây không phải là chui. Rồi ok, những thằng học chui trả lời cho tôi câu hỏi này. Cách thứ nhất làm như nào? Okay. À. Thế em vừa mới vào thầy ạ. Không biết, nhanh nghe. Và ADR2 bằng gì? Bằng cái gì? Bằng ADR chấm Peter. Chấm gì? Chấm Peter thế ạ. Peter rồi. Tiếp. Function. Đúng rồi. Value. Và rồi xuống là return. Return. Em đoạn đấy em chưa biết làm thế nào. Có em không nhớ thế, mà em vừa mới vào em vừa mới nhìn thầy làm nhưng mà value bằng fu. Fu. Console.log. Arr2. Đấy. À quên nhầm, khác fu, xin lỗi. Đấy, Appoly, F-School, TH-School. Được chưa? Đây là xong cái cách làm thứ nhất. Nào chưa làm được thì chép vào nha. Cách thứ hai. Để ra, mấy thằng ứng dụng rồi. Cái nào khó dí cho mấy thằng ứng dụng. Hả? Ở đây về. Trần Quang Đạo, á thằng này. Chui sang bên này. Đang làm thế ơi. Từ từ. Em nghĩ đã. Hả? Bao giờ mới xong? Ơ thằng Đào này. Dạ. Bao giờ mới xong? Từ từ để em nhớ lại, lâu lắm em không dùng GS rồi. Chắc phải tầm 5 phút nữa. 5 phút nữa? Nãy giờ đã 5 phút rồi. Ông lừa tôi à? Mấy tháng này em có dùng đến GS đâu mà em nhớ. Tìm đứa khác. Không. Split xong con cát ăn vả ngay tức. Trần Xuân Trung. Trung đâu? Đâu rồi? Không trả lời, đuổi khỏi lớp luôn. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Tôi vừa nhìn thấy nó xong. Trung rồi. Trung. Sao? Trả lời đi. Không có lát gì cả. Nghe thấy. Alo, thì nghe em nói không? Đây. Ừ, bây giờ em ở đây. Xử lý bằng bằng Spline thì làm nào? Right now. Làm nào? Chưa nghĩ ra à? Nghĩ ra. Sao mày lại yếu kém như vậy? Vâng, em vừa mày chui vào đây làm gì? Đây nha lưu ý. Nếu mà để em mới chui vào được lúc. Nếu mà chúng ta muốn mong muốn sử dụng cái hàm supply này để xóa ấy, thì chúng ta cần phải xác định từng cái FU này nó có cái index là bao nhiêu. Hiểu không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể là ví dụ như tôi cứ xác định là cái ví dụ tôi có một cái mảng ví dụ và ARR index đi chưa bằng cái nào nhỉ từ từ đã để tôi ngó xem nào ARR
chấm còn gì vòng for đi bằng mảng rỗng này for a i bằng không i nhỏ hơn arr chấm len. Làm này nó rất là cồng kềnh nhưng mà tôi vẫn muốn bắt chúng ta làm để xem chúng ta liên kết được các cái dữ liệu chúng ta có được, những cái công cụ chúng ta có được nó đến đâu. Và y bằng không arr len này, nếu mà arr ở phần tử thứ y nó bằng với lại fu thì cái arr index nó sẽ được put cái số y vào. Đấy. Xong rồi ra ngoài. Ôi, sao không xóa em? Thấy sao không xóa luôn trong đấy luôn? Dùng luôn cái supply đấy ở trong if luôn này. Kiểu supply 1:1 đi thầy. Rồi ok. Rồi tôi sẽ giải thích cho công vì sao tôi không làm thế nhá. Như sau này. Tôi đã từng gặp trường hợp này rất nhiều lần và tôi cũng đã từng có những ý nghĩ ngây thơ như các ông. Và cuối cùng nó sai tét nhè đấy. Đây tôi sẽ giải thích cho câu này. Không, nghĩa là trong bài nhỏ này là thì được kìa. Không được luôn. Đấy nó là cái bất, có nghĩa là nó là cái thứ bất biến rồi. Đây ví dụ như tôi có một cái mảng như này, được chưa? Đây là số 0 này. Đây là số 1 này. Đây là số 2 này. Đây là số 3 này. Được chưa? Bây giờ tôi mong muốn xóa thằng số 1 và thằng số 2 này đi. Được chưa? Coi như tôi tìm được index của nó đi rồi. Thì các bạn sẽ chạy vòng lặp từ thằng 0 này lên trên đây đúng không? Theo hướng này đúng không? Nếu mà thỏa mãn thằng số 1 này nó tìm được đúng với cái điều kiện nào đấy thì nó sẽ bị xóa đi đúng chưa? Dùng supply để xóa nó đi đúng chưa? Như vậy đúng rồi thầy. Cái thằng số 2 nó sẽ đưa về đây. Nó sẽ là index giá trị của nó bằng 2 nhưng mà index của nó bằng mấy? Bằng 1. Index bằng 1. Đúng chưa? Nhưng mà cái vòng lặp tại thời điểm này index đang bằng 1. Thằng 3 này lại về 2 này. Đây là 3, đây là về số 2. Đúng chưa? Thì y nó index nó cộng lên một đơn vị nó lên 2. Đúng chưa? Thì nó sẽ compare với cái giá trị số 3 này mà nó bỏ qua cái thằng số 2 ở đây. Đã được múp xuống. Được chưa? Do đó khi thực hiện xóa phần tử mà nhiều phần tử trong mảng dựa vào index, không bao giờ chúng ta xóa theo kiểu dạng như là chạy từ đầu đến cuối, xóa đi, chạy thỏa mãn điều kiện nào xóa đến đấy. Không được phép làm thế. Nếu mà có muốn làm thì bao giờ chúng ta phải chạy vòng lặp for lùi y trừ trừ, gặp đâu ví dụ gặp cái số 2 này thì xóa nó luôn. Thì cái đấy, cái lúc đấy index đang bằng 2 nó nhảy xuống 1 thì nó sẽ không bị miss qua cái thằng số 1 này nữa, giống như trường hợp chúng ta làm tiến. Được chưa? Tôi ngày trước gặp mấy phát cái trò này rồi nên là tôi không làm cái đấy đâu. Thế tôi mới làm cái chuyện là tách ra cái mảng kia. Nếu mà dùng cái mảng for tiến, for y cộng cộng còn ok, giống như Long có nói ấy, có thể sử dụng được cái chuyện là xóa ngay ở tại cái thời điểm này, nhưng mà với cái điều kiện là y nó sẽ bằng arr chấm len trừ 1 và y nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và y trừ trừ đó. Nếu mà thỏa mãn như này thì chúng ta đã có y, thì chúng ta sẽ có là arr chấm supply tại phần tử thứ y phẩy 1 này, và tôi sẽ tiến hành là console log ra cái arr như này. Được chưa? Đấy, nếu mà làm theo cách dùng supply thì cách này là cách tối ưu nhất. Được chưa? Thì nãy tôi cộng lên xem là có ai phát hiện ra cái trò mà tôi làm nó rất là cồng kềnh khi mà tôi tạo ra một cái mảng hay không. Nhưng mà rất may là chúng ta đã phát hiện ra, không thì ăn cám. Ngồi nghe tôi thuyết trình một lúc thì mẹ chắc là điếc mẹ tài. Được chưa? Đây là phương án thứ hai nhá, cách 1 đây, cách 2 đây. Các bạn check và đưa vào trong bài của mình. Và thêm một cái kinh nghiệm nữa là khi mà dùng slide để xóa nhiều phần tử trong mạng thì bao giờ cũng sẽ phải sử dụng cái vòng lặp lùi xuống, chứ không bao giờ được sử dụng vòng lặp tiến y cộng cộng. Ghi nhớ cái đấy vào, không là ăn đòn.
được chưa? Đấy, có mỗi mấy cái hàm xử lý mảng thôi mà từ từ nãy đến giờ gần hơn tiếng rồi, chưa xong. Có ai thắc mắc gì không? Cứ mạnh dạn thắc mắc đi nhá. May quá, số 62 nó không tăng lên. Đi đây, thằng Quang Đạo làm gì vậy? Sai em nhá, Đạo sai nhá. Em chưa xong đâu ạ. Ừ thì em chưa xong. Đây, tôi sẽ gửi cho em cái link này. Phần chat nha Dũng nha. Hãy làm cách nào là Triệu Hồi Hưng trong nhóm thầy ơi. Thằng nào? Chẳng gửi mặt em cho gái. Thằng nào? Em chả biết tên Hưng. Hưng. Được chưa? Dũng không nhỉ Dũng ơi? Rồi nhưng mà đang em đang kiểm tra lại đó, thế nào á? Ok. Mà mạng nhà em chậm quá, chưa nó hết điện. Rồi yên tâm, tôi đang quay màn hình rồi. Tôi đang quay màn hình rồi nên là cũng không sợ lắm đâu nhá. Ok, tiếp tục nhá. Chúng ta đây rồi, các cái xử lý của tôi ấy, thì tôi đã lốc hết vào trong cái phần slide rồi nhá. Các bạn có thể xem trong này. Tiếp theo là cái hàm sort. Hàm sort thì cái hàm sort này các bạn lưu ý cho tôi là các bạn đừng có bị một cái câu chuyện là dùng bừa phứa đi mà không hiểu ý nghĩa của nó. Ví dụ như chúng ta có cái này. Được chưa? Cái mảng là ARR bằng 9331252887. Được chưa? Và chúng ta dùng ARR.sort. Sort là sắp xếp ấy. Thì các bạn sẽ thấy output của nó này. 25331879. Này đúng hay sai? Đúng hay sai? Nó không đúng nhá, bởi vì mặc định cái hàm sort này nó sẽ sắp xếp thứ tự, tuy nhiên là sắp xếp thứ tự theo kiểu dạng như là alpha chữ cái và nó ưu tiên cái chữ cái đầu tiên hơn. Do đó cái chữ hai cái số 25 ở đây số 2 là cái số nhỏ nhất trong cái dãy này cho nên là nó sẽ được lên đầu tiên. Sau đó đến 3, 31, 87 và số 9 lại là được xếp cuối cùng. Do đó là chúng ta không dùng cái hàm sort để sort số đâu nhá. Đấy. Tiếp theo, thế vậy thì giải pháp của chúng ta xử lý như nào? Ví dụ chúng ta sort nó tăng dần số nhỏ lên đầu, số lớn lên ở cuối cùng. Thì chúng ta sẽ sử dụng là ARR sort. Trong này có function AB, AB là cái phần tử ví dụ đầu tiên là số 9 và phần tử tiếp theo là số 3 ấy. Thì chúng ta lấy a trừ b, được chưa? Nếu mà a trừ b là số dương thì a sau b trước, còn nếu mà a trừ b là số âm thì b trước a sau. Đấy thì chúng ta nó sẽ ra cao cút như này, 39253187. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn sắp xếp giảm dần là số mảng là số muốn sắp xếp giảm dần thì chúng ta sẽ là b trừ a, tức là ngược lại của cái thằng này. Chúng ta lưu ý cho tôi cái chuyện này nhá. Được chưa? Đấy thì nốt lại. Cái sort nó là như vậy. Tiếp theo là cái hàm for each. Mà thôi để cho các bạn viết ghi chú cho cái phần sort này đã. Không mà không nhớ đâu.
Chú cái phần này là nha, không là mấy nữa là cứ hùng hục hục dùng là quên đấy, chết toi đấy. Tiếp theo là hàm phối cái gì, ai hỏi gì à, ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì đúng không? Tiếp theo là chúng ta sang đến cái loại vòng lặp đặc biệt dành cho mảng, là nó là hàm for x. Cái hàm for x này là để sử dụng để cho chúng ta có thể là duyệt qua từng phần tử trong mảng. Thì ở trong cái hàm function ở nằm ở trong cái for x ấy, tức là đây cũng tôi gọi là cái hàm pullback, thì trong đấy nó gồm ba phần tử, ba cái tham số. Tham số thứ nhất là cái phần tử đang được duyệt, cái thứ hai là cái index, tức là cái số thứ tự index của phần tử đang được duyệt, và cái array là cái mảng ban đầu nó là như thế nào. Được chưa? Thì cái ví dụ ở dưới tôi đã có rồi, là arr.forex function bằng current value gì đấy. Được chưa? Ví dụ như bây giờ tôi mong muốn là tìm ra số index của các phần tử nó có chứa chữ FU. Đây, ví dụ trong cái này vẫn là cái mảng này. Bây giờ bài toán của tôi nó sẽ là tìm ra các số index, các số index của các phần tử mang giá trị bằng FU. Các bạn dựa vào dựa vào cái hàm for x để tìm giúp tôi ra những con số đấy. Ví dụ ở trong này làm thế nào đấy, output ra được cho tôi là 1 này, 0, 1, 2, 3 này, 5 này, 1, 3, 5. Làm nào làm, tìm ra cho tôi 3 con số đấy. Cái này dễ rồi nha, mấy thằng ứng dụng phải trả lời cho tôi đấy nha. Cái tội học chui à? Cho ăn hành luôn. If value bằng FU. Đúng. Cái gì đấy, mảng chấm put, put này là cái gì à Ngọc ơi? Làm gì có hàm này? Tiếp theo mảng là gì em quên rồi thầy. Tạo ra mảng trong cái vòng trước trên vòng for rồi thêm là cứ không thằng biết. Nào mà không biết làm nào để ra output đi. Không hạ được. Vợ tôi đang kêu tôi nói to quá. Nào, nhanh nghe. Cái này có gì khó đấy nhỉ? Ngọc xong chưa Ngọc? Dạ, đây vẫn cái đấy thế này. Đâu, đọc cho tôi xem nào. Đọc cho tôi biết. Tiên là AR for x 3. Bằng mảng. Đúng chưa? Vâng. Rồi, tiếp.
arl.foi. Vâng. Vâng. Đây là cái gì? Value. Index nữa, thêm index nữa. Index, rồi. Bên trong đấy, if value. If value. Bằng bằng flu. Bằng bằng fu. Vâng. Thì cái mảng đấy chấm put thành index đó. Index, nhảy đúng không? Rồi, console log cái mảng ra. Rồi. Vâng. Console log ra cái mảng. Rồi, đúng không? 1, 3, 5. Chọn. Đấy, thì là chúng ta sử dụng cái hàm for x này nhé. Trong trường hợp này. Tiếp theo là hàm map. Hàm map thì sao nhỉ? Đọc hàm map đi. Hàm map là hàm có chức năng duyệt qua từng phần tử trong mảng. Hàm này nó sẽ trả về một mảng mới. Các bạn lưu ý nhé, cái hàm for x này là hàm không có return cái gì cả. Em lưu ý nhé, nó không có return cái gì cả trong này đâu nhé. Nhưng mà với hàm map thì là hàm có return. Nó có return một cái mảng mới mà nó không ảnh hưởng đến cái mảng gốc. Mảng mới sẽ có cấu trúc được lập trình viên tùy chỉnh trong với ba tham số này. Được chưa? Ồ. Chờ tí để tôi mở lại cái slide. À, quá rồi. Đây, ví dụ như này, tôi có cái biến va animal, tôi có biến va animal bao gồm name và size, được chưa? Quá hay là, đây nó tạo ra một mảng mới, thì cái mảng này được cấu thành bởi cái em nhìn này, cấu thành bởi tất cả những animal name. Đây, name này và output của nó đây. Đây tôi console log ra cái animal. Thì animal bằng name, phần tử đầu tiên là name bằng cat size bằng small, name bằng dog size bằng small, name bằng lion size bằng medium, name bằng elephant size bằng big, được chưa? Nhưng bây giờ tôi chỉ cần cái mảng chứa chỉ có tên thôi. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành là dùng cái animal map này và tôi return ra cái phần tử chấm name thì là nó sẽ cấu thành những cái thằng này luôn. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của hàm map. Ok không ạ? Các bạn có hiểu cái phần này không? Hàm map thì nó có return, còn hàm for x nó không return gì cả. Đấy là chúng ta lưu ý cho tôi cái phần này. Còn cái đoạn này tôi đang viết bằng cái S6 cho nên là nó bởi vì cái phần này nó bị dài quá nên tôi phải chuyển sang code S6 để nó tránh nó bị dài quá. Không vừa cái slide. Được chưa? Đấy là hàm map nhá. Chúng ta chỉ cần lưu ý thế cho giúp tôi là được rồi. Còn sau này chúng ta sẽ sử dụng phần sau. Ok. Thì tạm thời lý thuyết phần này thế đã. Chúng ta sẽ học cái phần về cái ngày tháng năm sau. Nếu có kịp thời gian. Thì trong bài lab 1 này, bây giờ các bạn làm giúp tôi cái bài bài 1. Cái này thì làm như nào? Trong cái đấy thì em ghi là is.color.background bằng màu này. Từ từ nói chậm thôi Vũ Dũng ơi. Vâng ạ. Em nói chậm thôi. Trong bảng target.outover bằng function. Bằng function. Thì đánh là this.style bằng background bằng màu BF360C. This.style .background background bằng cái màu, bằng cái màu đấy ạ. Đúng rồi. Ok. Dưới này cũng vậy. Tiếp theo là cái bài 2 này thì xử lý như nào nhỉ? Cho đoạn code như này này. Thực hiện code trong hình sử dụng key up
được chưa? Text trong thẻ input thay đổi thì chữ viết trong thẻ H3 cũng được thay đổi ngay lập tức. Cái này hôm trước làm rồi. Cái này hôm trước vừa làm xong. Nghĩa là text input bằng on key up bằng function. Ừ. Thôi là H3 text bằng ở trong là H3 text bằng inner text bằng text input chấm value. Tại sao không dùng zip? Đây là dùng zip có được không? Zip chấm value. Nhưng mà nếu mà không dùng zip thì nó sẽ không hiểu là đó là hấp bao hoặc text input. Thế vậy thì chứng tỏ em lại chưa hiểu zip rồi. Bởi vì zip nó là cái element đang thực hiện cái hành động, cái sự kiện on key up, đúng chưa? Đó. Mà cái thằng nào đang thực hiện sự kiện on key up? Text input. Thì zip nó chính là cái text input còn gì nữa. Rồi ok. Cái gì đây? Tôi đang làm gì đây? Bài 3 này. Thêm mới element bằng DOM sử dụng create element và append try. Tạo mới một DOM bằng JavaScript. Thì trong này có và target, đây là cái này. H2 element bằng document create. H2 inner text bằng cái này. H2 asset attribute bằng class title, đây class title đây màu đỏ, không phải mình là Arian. Target.open try bằng H2n thì nó sẽ output ra cái này. Rồi ok. Cho code giống như hình sau. Rồi, các bạn làm bài này cho tôi nhé. Sử dụng các API như map này, forex để chạy qua các mảng phần tử user, sinh ra các thẻ li như ở ví dụ ở dưới, tức là li class user item gồm id là name này, id là cái số này, name là cái này, và gender male female bằng 1, 1 là male, 2 là female hiển thị ra. Có hiểu đề bài này không nhỉ? Nó bảo mình cho ra, tức là dựa vào cái mảng user này để sinh ra tập hợp các cái thẻ li ở trong cái ul này, hiểu chưa? Ừ. Và chúng ta phải sử dụng cái phần tạo ra object giống như ở trên này, được chưa? Chúng ta làm giúp tôi nha. Tạo ra object hả? Ừ. Đâu rồi? Sao vọt lên 64 rồi? Các bạn khác cũng làm giúp tôi nhá, xong tôi sẽ tạo ra trên Google Drive này cái phần nộp cái bài này. Các bạn sẽ nộp lại giúp tôi cái bài 3. Bài này rất hay, tôi nghĩ mãi mới ra đấy. Thầy biết em ngồi làm mấy tiếng? 3 tiếng 4 phút. 3 tiếng 4 phút cái bài này á? Vâng, em share trên Wakata. Kinh điển. Đây output của nó này. Output của nó này. Bài này tôi ngồi tôi nghĩ khá là lâu ấy mới ra được cái đề này. Xem nào, như ví dụ ở dưới. Thằng Long làm hết mấy bài này chưa? Em còn cái bài về thời gian thôi, đây chờ đâu. Làm hết rồi thầy ạ. Xong hết được rồi. Ghê nhỉ. Thế là giỏi ấy. Giỏi hơn tôi hồi bằng tuổi các ông à. Ở tranh thủ điểm danh phát. Cái gì em mua full lab phải chưa? Rồi vẫn luật cũ nhá, đến lượt ai đã có lên trên phần chat đấy, Đăng Trung, Văn Ánh,
Hữu Tú, Văn Nam, Bích Thảo, Văn Thành, Trung Hiếu, Thùy. Thùy đâu? Thắng à? Rồi. Phan Viết Tú, Phan Tuấn Anh, tập đoàn Phan Thị. Rồi giật cả mình. Thế thầy cho thì điểm danh thế ơi. Không. Trần Thị Yên, không. Vũ Vi Đăng, Việt Hoàng, Vũ Dũng, Ngọc Anh, Phạm Ngọc Anh, Lê Anh Tiến, rồi Đỗ Anh Thái. Đỗ Anh Thái vẫn vắng. Bá Tú, thầy bảo nó lên đấy, mở lên, mở đấy. Nguyễn Duy Hiếu, Vũ Đức Hải, bảo lại đi. Ngọc Quang, Ngọc Quang, Ngọc Quang, Nguyễn Văn Khương, Khương không có. Thu Hoài, ok. Hoài Thu chứ. Trung Nam, Trần Văn Quang, Trần Văn Quang, rồi. Đinh Văn Thi, Thi đâu? Rồi. Lê Đình Vinh, Lê Bá Quốc, Trần Đức Thuận, Nguyễn Công Tuấn, Nguyễn Công Tuấn, quá. Nguyễn Bá Hưng, Đỗ Thanh Lâm, Hồ Trọng Toản, Đinh Thành Vinh, Đinh Công Tuấn Anh, Tống Quang Đại, gì ấy? À Nho, Tống Quang Đại này, Vương Chí Hiệp, Lê Đức Huy, sao lớp phải đông ấy nhỉ? Tiến Tuấn, Tiến Tuân, Tiến Tuân có đi không? Online không? Cao Thế Tung, Phạm Minh Hiếu. Còn ai chưa điểm danh nhỉ? Thầy ơi em hai bật. Bật rồi, bật loa rồi. Nguyễn Thị Thùy vắng. Đỗ Anh Thái vắng. Kìa, thầy bảo là thì vắng. Vắng. Nguyễn Văn Khương vắng. Nguyễn Tiến Tuân vắng nốt. Thế rồi. Những bạn này là không biết. Mày bảo to lên, mày bảo to lên. Thầy, thầy ơi. Gọi nữa thầy cho thi lại. À được, hợp lý đấy. Máy đô cả luôn. Máy đô. Chát vào đây, nhanh lên. Cắp màn hình vào đây. Cắp em gửi Facebook rồi. Không. Mày nói chết thầy rồi thầy ơi. Mày tính rồi. Ôi. Ví dụ các anh kỳ nhầm bác. Cắp màn hình ở đây rồi từ gửi vào cho. Mày nhưng mà gửi thế nào? Chỗ này làm gì gửi được được ảnh đâu? Chỗ này phần quay màn hình thì tôi sẽ từ tắt cái quay đã, stop record đi đã.